Mà tôi chết bé thiếp cân. Một kèo Âu. Một kèo Âu à? Một kèo Âu quân 30 kg à? Chứ, sao của em lại chứ đâu? Đây là chứ, cái chứ đâu? Chứ hả? Cái chứ này là tất nhau lần kèo lăng của em, Kỳ Văn. Bên em là cao rồi, bên em lòng rồi bây. Bên này có nhá. ก็ไปเช็ดอันนี้ท่อนไม้ไฟช่วยช่วยใจนี่เหรอเอาเสร็จแล้วก็หาปลาข้างหนึ่งเจ้าเข้าที่ถือตั้งมีกระเอาเลยแม่ท่องเกี่ยวล่ะถือตัวมือลงไปเลยท่องเกี่ยวเลยท่องตัวมือเลยตัวเลยตัวมือเลยดันเหนือบ่าเอามาถือได้หรือเอาสับลูกนี่แบบนี้แม่สาระอีกที่ใจเจ้ามาแค่กับตรงนี้ยำมาดูสักกับท่านเกี่ยวอะไรอะไรกับท่องเกี่ยวเอาหรือตั้งเป็นแบบกินเหลือก็ต้องเชื่อเหลือเชื่อ Thank you.
Ôi nặng hết. Không đi được. Ờ. Bé ở trên người già toàn dậy trên tay. Không thể bảo sao thì cô đó.
con loạt ở xa nữa. Mà lúc xong rồi tôi không đi, tôi chết hết cả phòng cả tẹt 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 hết nó không phải tốt nữa. Đúng rồi là cái hoàng mà xa xa thưa này này hay là tí. Tôi phải nộp như sẵn là anh đi lồn rồi lấy được mấy kèo. Năm nữa cái sát chả ăn này cũng lắm để mà thương phá mày tí thôi mà cả năm nữa cho có cái nhám mà này. Thank you.
Tính đi. Ừ, hà lắm. Ừ, cảm thấy nó có đến không? Ôi. Tính đi cái này. Hãy subscribe cho kênh Plow.